Con rể bà có nói tiếng Việt tốt không ạ? À thế Cái ạ. héo nói tiếng Việt đấy, À thế ạ. con dễ nói tiếng Việt lại dễ dóm, Vâng. không giống bọn bá nói đâu. Con dễ nó là người khoa, nhưng mà nó bây giờ nó đóng những mảng đây đấy, À. là biết là nói tiếng Việt. Vâng. Thế thế con dâu bà thì con nói được tiếng Việt không? Biết con dâu cũng nói tiếng Việt, À thế ạ. cả nói tiếng Việt. Thế các cháu? Các cháu bây giờ thì không biết là nói tiếng Việt bao nhiêu, À. các cháu đi học có phải không biết là nói tiếng Việt bao nhiêu, À thế ạ. nhưng mà còn nhà bá cụ Kính ngày trước đây là không phải người Việt. À. Cụ Kính là người khoa, nhưng mà À. giờ bá là người ở Vũng Tàu đó, nhưng mà ở cái họ Phùng nó ở trong cái bên xóm trong đây, À. thì về đây thì cả nói tiếng Việt. Thế ở cái xóm này thì có nhiều người Việt không ạ? Có nhiều người nói được như bác không? Có À thế cả ạ. xóm nói, À thế ạ. cả cái tụi đây nói cả cái tiếng Việt đây. Nhưng mà con À. dễ nhà bá thì tức là không phải nói tiếng Việt đâu, À vâng. nhưng bây giờ con dễ nhà bá chào đóng cái mảng thì con dễ nhà bá còn héo nói Vâng. những cái mảng, những cái máy ở vậy bọn bá không biết nói với cái lần thay, mà con dễ héo đấy, À con dễ vâng. con nẻo, À thế ạ. con dễ cái gì biết, Vâng. con dễ máy móc cái gì con dễ không biết là nói, Vâng. con dễ Thế cái lâu gì. lâu thì bà có qua Việt Nam chơi không? Ê, lâu năm rồi không đi rồi, À thế ạ. cái năm nhà chú Mộc dưới đây bán con gái thì xuống lần nhưng mà À, bán con gái đó, cả con gái bán con bên gái đây thì còn là xuống bán nhà con chú Mộc gái. uống rượu thôi, À về xuống nhà chú à, Lương đấy thôi, thế kia là con dâu bá coi như. đấy là con gái. À con gái ạ. Đấy con gái rồi, một tụi cháu, đứa cháu ngoại đứa cháu nội, Đây là mấy những cái nhà này là như nào đây bác? cái nhà đây nhà tụi con gái đấy. À nhà con gái này to nhất này. Con gái thứ hai, À thế còn cái nhà giữa này. con gái nhà cũ, nhà nhà bá, À và giữa là nhà nhà bác ở. bá. Nhà Thế bá nhưng mà cái nhà cũ nhà bá tăng cường nhà bá, nhưng mà bá để nhà cũ lại, bá đốt đi rồi bá à lại thế còn ở ạ. đây. À vâng. Thế bác ở khu vực này được lâu chưa? Lâu rồi, Bao nhiêu năm rồi? bá năm nay bá đã lại 65 tuổi rồi. À 65 tuổi. Vâng. Tức là tôi nhỏ đã ở đây rồi. Bà thông mấy tuổi rồi đấy. Anh nhớ này à, mọi người rất là hay này. Hôm nay mình mới biết là ở cái khu vực Mố Thầu này là có dân tộc Kinh này, dân tộc Kinh là người Việt mình sang bên này sinh sống này. Nó nói tiếng Việt này. À, chỗ này là mình đang ở một cái xưởng là đóng bè nhá mọi người nhá. À, đóng bè. Rất là đẹp. Ơi, mấy anh em mình đã xuống xe buýt đi vào chỗ nhà anh bạn. Đây, vào nhà anh bạn đó. Anh bạn là người Việt gốc Hoa. Ở cái khu vực này gọi là Mú Thầu, là một cũng là một vùng quê nông thôn của thành phố Đông Hưng nhé mọi người. Đây có một cái quán tạp hóa này. Đây. Đây của nhà mình làm lâu chưa hả chị? Làm mấy năm, cái năm là nhiều năm rồi đấy, người người ta lại chứng người ta lại đốc đi rồi, À đốc bằng bây giờ năm nay lại làm lên. vâng. Thế là cái đây là các cái bè này là mình đang đóng là hả mọi Đang đóng đây. người. Cái bè gỗ kia Bè gỗ của người dưới chỗ Vĩnh Thực đó, mất chỗ người nào đấy. Bên bên đảo Vĩnh Thực, bên Vĩnh Thực Móng Cái sang đây đặt là đóng hả ba? Không biết làm chỗ mấy chú nó là À. chú nhất mất chỗ của chú nhà cái chú nào đấy À. là làm cái đấy, đến mai kéo nha, À đấy ạ. đến mai kéo về giả. À cái này là xong rồi hả ba? Cái này xong rồi đến mai kéo về rồi. Ơ nhưng mà làm gì đâu có máy đâu. Nó không có máy rồi, đến mai kéo ra chưa về lắp máy à. À kéo ra xong rồi Kéo ra biển à, nó kéo lắp ra máy. biển mới làm máy à? Kéo biển nó lắp máy lên. Thế đây đến mai thì kéo đi ra biển. Thế cái bè này thì đóng khoảng bao nhiêu lâu thì xong hả bác? Cái đây 8-9 ngày à. Ồ, 8-9 ngày mà xong rồi á? 8-9 ngày nó 8-9 con người làm rồi đó. À. 8-9 con người làm, công nhân làm cả. À thế ạ. 8-9 công nhân làm rồi đấy. À, thế là một tháng này một cái bè như này là có cũng làm được ba cái bè như này bác nhỉ? Được, một tháng làm được 3 chiếc. À, mỗi chiếc này áo khoảng tầm bao nhiêu tiền hả bác? Cái đây không có báo, không có tờ, con nghĩ là báo được. À đấy ạ. Báo không,
hiểu gì nữa. Vâng. Cái gỗ này là gỗ gì nha bác nha? Ừ, tốt đấy nhỉ bác nhỉ? Ừ, tốt đấy, đứng đây chờ này. À. Ồ, hóa ra hôm nay là em mới biết là những con bè mà chạy ở Vĩnh Thực, Vĩnh Trung ở Móng Cái là hóa ra toàn sang bên này đặt. Con hàng bên này. Ừ. Vĩnh Trung với toàn là thằng đây đặt, đặt hẳn đấy. Vĩnh Trung với ở nhà hai cháu Lương đấy. À. Những người chồng thằng đây đặt. À đấy à, bên chỗ Lương đấy hả? Ừ. Đó Lương đấy, chồng thằng đây đặt đấy. Ồ, rất là hay nha mọi người. Ừ. Cái này là rộng bao nhiêu bác nha? Bất 2 mét mấy. 2 mét. Dưới 2 mét 8 đấy. À cái lòng mà này, ừ, lòng của cái con bè này là theo như bạn nói là rộng khoảng 2 mét rưỡi đến 2 mét 8 nha mọi người. Ồ, đến tận hôm nay mình biết hóa ra là những cái con bè này là chạy ở Việt Nam, hóa ra là mình được đặt hàng đóng ở bên Mố Thầu này nhá mọi người. Đấy. Sản phẩm dân tộc Kinh ở bên Mố Thầu đóng này. Đấy. Cái nhà gọi là ngói tàu đây, ngói ông Dương này. Ở bên đây. Đấy. Này luôn chứ còn gì nữa, em nhớ được nó quay cho em. Ở chỗ này là gọi là gì nhỉ? A Thắng nhỉ? Ở đây gọi là Mố Thầu à? Chỗ này đa số là chủ cũng làm nông nghiệp nhỉ hả? Đây là người ta làm nông nghiệp à? Cây lúa à? Hay là làm gì cơ? Đâu để làm cây lúa đâu. Ở Mố Thầu này. Ở Mố Thầu này người ta làm gì? Dân người ta làm gì à A Thắng? Toàn đi biển nhiều. À dân đi biển à? Ồ. Đây mấy anh em mình à, đến nhà một người bạn. Đấy. Đây là một cảnh của nông thôn Trung Quốc. Đường phố ở trong đường ở trong ngõ xóm này. À đây có một cái biển này. Mình thấy đề là chắc là khánh thành vào tháng 10 năm 2017. À, chỗ này có một cái xưởng để đóng bè đây. Đây là gỗ sao anh mọi người này. Rất khủng. Em đóng ở Việt Nam em còn mua cây gỗ cứ xén một cái hơn này cơ. To nhỉ? Em tự xé. Ôi giời. Cây này phải dài mấy chục mét nhỉ? Này em là khúc giữa nó thôi. À. Gỗ nó bên 5 phi thì nó dài hơn 100 mét. Ồ. Đây mọi người nhìn thấy cây gỗ khủng nhỉ. Đây, có cái vết xẻ này, người ta xẻ ra. Đây để đóng tàu thôi. Đóng tàu đi biển đánh cá. Đây, mấy anh em mình đã đến cái xưởng đóng bè Mố Thầu Trung Quốc. Đây, mình giới thiệu cho mọi người thấy cái đúng cái chỗ xốp này. Rất là dày. Những cái tấm xốp chiều cao, chiều dày của nó phải tầm đến 50 phân. Đấy. Dài khoảng tầm 6-7 mét để công dụng nó đây để đóng các cái con bè xốp này như này này. Đây là phần thô đây đang đóng này, con bè người ta đang đóng này mọi người. Bè này cũng rất là lớn nên con bè này sẽ nhỏ nhỏ hơn. Sắp vào phần hoàn thiện rồi. Đây, sắp phần hoàn thiện rồi mọi người. Rất là đẹp. Cái con bè này là đi biển rất là tốt, chịu sóng cực kỳ luôn đấy mọi người. Đây, chỗ này là một căn nhà của vùng nông thôn Trung Quốc nha mọi người. Đây, cũng có ở đây, có xe hơi này, hiệu Kia. À, đến đây là mình đã đến nhà của người bạn. Và à, em chào bác nha. Và đây mình thì giới thiệu cho mọi người này. Đấy, căn nhà ở nông thôn Trung Quốc này. Đấy. Nhà 2 tầng. Và cái đặc trưng các cái nhà ở khu vực này đều có các cái hai bên đều có dán như các cái bức như bức hoành phi mà dán non bằng giấy nha mọi người nhé.
xe máy này. Xe máy Trung Quốc này. Đây của người dân đi làm biển. Rất là đơn giản thôi. Han gì hết. Lưới đánh cá này. Anh bán sang đây lâu chưa ạ? Bán hồi giờ bán mất. Bây giờ bán năm nay 65 tuổi thì người bán không biết bên nào, bán đây bố mẹ làm người trên đây luôn. À đấy ạ. Ừ. Bố mẹ làm người đấy thì bố mẹ đẻ thì bán ở đấy thôi. À đấy ạ. Ừ. Bán không phải là người Việt đâu. Vâng. Ừ. Thế là thuộc là dân tộc Kinh. Ừ, dân tộc ở đấy không phải người Việt. À đấy ạ. Thế vừa rồi em thấy là ở bên này có cái lễ hội rất là hay hả bác nhỉ? Không biết, ở đây thì tất cả bọn nhà bác là người tên đây, đấy, người Trung đây không phải người Việt đâu. À đấy ạ. Thế anh, họ thì họ gì, bác họ gì? Bác họ Phui. À đấy ạ. Bác họ Phui. À. Thế nhưng mà tiếng Việt thì bác nói rất là rõ này thì là có nghĩa là như nào ạ? À? Bác mà nói về thôi, bác mới nói rõ sao đâu. À đấy ạ. Bác à. Không giống người Việt trên đây nói thì à, dễ rõ đâu, còn bác trên đây nói những tiếng Việt. Tên vâng. Chung tên này cũng là nói vậy thôi. Vâng. Thế cái xưởng này là xưởng của nhà má làm đấy ạ? À? Ờ, xưởng nhà má làm đấy. Vâng. Con dễ với con hai, con dễ với con trai nhà má làm. À thế ạ. Ừ. Thế của nhà mình thì đóng một con bè thì khoảng bao thời gian bao nhiêu lâu rồi xong ạ? Mấy không biết bao nhiêu lâu, mà có công nhân thì mấy ngày thì xong, mà có công nhân thì phải mấy ngày mới được. À. Thế của mình là ở đây có bao nhiêu công nhân hả bác? À, có mấy người công nhân thôi. 8-9 người công nhân thôi. À. 8-9 người công nhân thôi. Cái chỗ này là cái bữa này là bán nấu này là cho công nhân ăn hay là cho gia đình mình ăn đây? Gia đình ăn, bây giờ không có công nhân làm. À. Nó không làm, không có bè đóng thì công nhà ba hát mình công nhân hát mình nhà ăn thôi. Vâng, bác có thể bác mở giúp cho em để cho mọi người xem là bữa ăn ở đây. Chẳng có nhắm, mời bác mở cho. Vâng, đây. À, đây. Có cá cá kho mọng đây bác nhá. Cá kho mọng, bác bữa vừa kho xong. Vâng. Ở đây nữa này, đây là... Đây là có ăn thò xào. Đây là sò xào đó, đúng không? Có một bốn nước cá. À vâng. Đây là bữa ăn rất là... Rất là dung dị nhá, mọi người ạ. Rất là thực tế luôn này. Đấy, bá. Dạ, chú mà không đây, hửi mấy cân hai hô lên bá. Bá không đánh qua, giờ bá cho vào lúc. Vâng, thế cứ đây là... Đây là phố cháu không đấy ạ? À? Ờ, đây cháu cháu. À, đây là cháu ở bên cháu của người dân tộc Kinh nhá, ở bên Trung Quốc này. Mọi người này. Đấy. 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 Cái giới mình giới thiệu cho mọi người kia là có một cái bè cũ kìa. Của khách mà tao có mang đây người sửa. Hôm nay tôi nãy mới kéo về đây. À thế cái mảng này là cũng của bên Việt Nam kéo sang hả bác? Cái đây là chủ cái này của người Trung ạ. Người Trung nó mới kéo về đấy. Vâng. Nó kéo về nó bự nó đựng xốp. Vâng. Em thấy độn cái xốp này cũng dày nha bác nha. Ừ. Cái xốp này dày đấy. Bây giờ toàn là có người làm những xốp cao cao rồi. Vâng. Làm những món xốp cơ thôi. Vâng. Nó không giống ngày đời người xưa làm những xốp xấu đâu. Vâng. Đời bây giờ ngày nào nó cũng làm xốp đẹp thôi. Thế nên làm xốp đẹp nha bác nhỉ? Ừ. Vâng. Xốp đẹp thôi, không ai làm xốp xấu rồi đâu. Vâng. Đời bây giờ thì ngày nào nó cũng làm một cái mảng thì được nhiều năm cơ. Vâng. Nhiều năm rồi, người nào nó cũng làm cái đẹp thôi. Vâng. Đây là tất cả các dụng cụ cơ khí nha để đóng cái bè mảng nha mọi người ạ. Đấy, rất nhiều chuyên nghiệp này. Cái mà bè con này thì làm khoảng bao nhiêu ngày hả bác? Cái bè con này có mấy ngày thôi. À thế ạ. Cái bè con này làm ra ở nhà làm ra ai mua thì bán thôi. À đấy ạ. Ai đến đặt mua là mình bán luôn này đúng không? Cái này ở nhà thì ai mua thì đặt ra bán thôi. Vâng. Ai thèm thì đặt cái mảng này ra bán và. Thế không, mấy chú bé kia là cháu của bán đấy ạ? À, một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại. À, một cháu nội và cháu ngoại đấy ạ. Ừ, hai cháu đấy. Học lớp mấy rồi bác? Cấp 3. À, lớp 3 đấy hả? Ừ. Học qua trường học ở đấy có xa không? Trường học ở đấy thôi. Qua cái nẻo đường to đấy, qua đây phải thôi. À, thế ạ. Qua đường to. Thế ở đây đi chợ ở đâu bác? Đi chợ theo tắt xe theo đây lên. À, cái chỗ em xuống xe buýt cái chỗ ngay ngã ba đấy á. Ừ, ngã ba đây tắt xe theo đấy lên. À, có xa không? Đi chợ có xa không? Có bao nhiêu xa? Nếu ngã ba không có bao xa đâu. Thế bây giờ chợ người ta họp bao nhiêu bao nhiêu? Ờ, chợ bây giờ người ta đang ở trên chợ đấy. À, đấy ạ. Thế tí bọn em sẽ lên chợ em chơi. Vâng. Và... Nhà này xây lâu chưa bác? Nhà đây lâu rồi. Nhà đây mà 20 năm rồi đó. À, mấy năm rồi. Thế đẹp nhớ đẹp nha bác nha. 20 năm rồi. Ừ, rất là đẹp. Và
đẹp thì không những nhà Việt Nam còn đẹp đâu, Vĩnh Thịnh nó làm những nhà còn đẹp. Và đã thấy Vĩnh Thịnh nó làm nhà còn đẹp, chỉ hướng qua thôi. Và thì đâu biết. Thế là hai chú bé này bây giờ là trước là biết nói tiếng Việt, bây giờ là lâu không nói rồi đúng không? À, thì con biết. Những cái miếng xốp kia ba nói là mua tại trên Quảng Châu xuống. Thế người ta phải chở ô tô xuống như máy nhá, chở xuống đặt hàng hẳn cho mình luôn. Và ai hỏi nó lấy cân nào thì nó chở ô tô xuống. À à và à đây cứ đến Tết là mình đã thay lại chữ mới à bác? Mình sẽ vào tham quan sơ bộ nhà của bá. Đây, một nhà đậm chất của người dân tộc Kinh ở bên Trung Quốc. Cái tấm này là bằng gạch nhà máy nha. Và ô đây có đẹp quá nhỉ. Đẹp thì không có đẹp đâu. Cái này đây, cái này đây. Đâu cái này đây. Cái này là cái san hô đây nhỉ bác nhỉ? Nhiều năm rồi. Ồ, thế ạ. Mấy chục năm cái cành này trước ở trong cái nhà cũ về giờ. Ngày trước cái đấy, cái cành nhiều năm rồi, mấy chục năm đấy. Vâng. Thế đây là phòng khách này, còn phòng ở này mấy phòng này. Đấy, thế có phòng nhà bếp ở đâu hả bác? Bếp nhà bác ở đây. Nhà bác làm nhà bếp ở đây thôi. Đó, nhà bếp ở đây. À đây. Ồ, còn nhà bếp mà cũng rất là đầy đủ tiện nghi nhé mọi người. Có lò vi sóng này, đây, bếp ga này, đây, máy hút mùi này. Đây là một cái căn phòng bếp của một gia đình ở bên Trung Quốc đây. Đây, đây cũng trang trí cũng rất là đẹp. Em à, cảm ơn bác. Đây có cái xuồng nhỏ nhỏ này. Thì các bạn là có được nhiều không bác? Ở nhà mình nuôi bạn đi kéo. À, nhà nuôi bạn đi kéo. Ông đi kéo cũng có làm con về bác à. À, cũng hay nhỉ. Đây, mình giới thiệu cho mọi người có cái xuồng cũng rất là nhỏ đây, xuồng nhỏ nhỏ đó. Tầm 4 mét. Khi vận chuyển về nhà thì người ta cho lên cái bánh xe này, xong đó có thể kéo được về. Đấy. Mà xuồng này cũng hai máy nhá mọi người nhá. Hai máy, cái máy nổ này dùng để cái này là cái gì hả bác? Đây cái chỗ này này. Cái này là đi kéo con vạn đây. À kéo con vạn này là cái máy để có đánh đánh. Cái máy kéo con vạn. Con vạn ở đấy về. Ồ rất là hiện đại nhá. Đây là cái máy để kéo vạn này. Còn cái đoạn khi cuối này đây là cái động cơ để vận để con xuồng này là vận hành đây. Còn hai máy. Thế hàng ngày là bá vẫn đi đi đánh bằng đi lấy cá vạng bằng cái xuồng này đấy ạ. Cái xuồng này là cá vạng. À cứ kéo đi kéo về đấy, cái này kéo cái này cho vô ô tô kéo nó hả? Xe đây. À lấy cái xe này kéo ạ. Lấy xe đấy kéo. À. Bá còn đi được xe này không? Đi được. À thế ạ. Bá đi được đâu. Vậy như hàng ngày là bá vẫn đi bằng cái xe này đi. Bá với nó với con dễ đi kéo về đâu. À đấy ạ. Cũng rất là hay nhỉ. Thời tiết bắt đầu đổ mưa. Đấy, hai vợ chồng bá đang buộc lại cái bạt. Đấy, và đấy mình cũng đã tìm hiểu được đấy, cái cuộc sống ở cái vùng này. Và bá chia sẻ cũng rất là chi tiết mọi người ạ. Con người cũng rất là hiền hậu.